Bắt nhóm đối tượng đánh tài xế taxi, cướp tài sản trong đêm. Công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai mới bắt giữ hai đối tượng gây ra vụ cướp tài sản vào tối ngày 27 tháng 5 trên địa bàn huyện Bát Sát. Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 27 tháng 5, anh Phạm Minh Quy, sinh năm 1988, chú phường Kim Tân, lái xe taxi chở ba nam thanh niên từ đường Nhạc Sơn, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai lên khu vực cửa khẩu quốc tế Kim Thành hướng đi huyện Bát Sát. Đến đoạn đường thuộc địa phận thôn An Quang, xã Quang Kim, huyện Bát Sát, anh Quỳ bị các đối tượng dùng tay chân đánh, dùng dao khống chế cướp đi 8 triệu đồng. Nhận tin báo của nạn nhân, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Lào Cai phối hợp các lực lượng khẩn trương tiến hành xác minh, điều tra, truy bắt nhóm đối tượng trên. Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, đơn vị chức năng xác định được nhóm nghi phạm gồm Tạ Duy Huân, sinh năm 1987, thường trú thôn Phú Đa 1, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, Hà Nội, Nguyễn Bá Sa, sinh năm 1991, thường trú xóm Đừn, xã Tốt Động, huyện Trường Mỹ, Hà Nội, và Tần Láo Lả, sinh năm 2002, thường trú xã Mường Hung, huyện Bát Sát, Lào Cai. Sau khi được cảnh sát điều tra vận động, Tạ Duy Huân và Nguyễn Bá Sa đã đầu thú. Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận hành vi như trên. Công an tiếp tục truy bắt đối tượng Tần Láo Lả.